Hello anh em, hôm nay em giới thiệu với anh em một số cái dòng một số một một vài cái dòng hạt ngũ cốc dành cho chim các cái dòng chim ăn hạt nha, chim cu gáy hay yến phụng hay là các dòng vẹt nha anh em. Như trên màn hình anh em thấy á, thì ở shop của mình có trưng bày một số cái nó vào khoảng mười mấy hai mươi mấy loại hạt đó. Thì giờ em thấy cái thứ hạt gì em báo giá cho anh em ha. Thì bên mình rất là tự tin về giá nên là anh em mua, tức là anh em buôn bán ở thương mại điện tử á, hoặc là anh em tiệm chim thì có thể là liên hệ qua cái số Zalo ở trên màn hình nhé. Thì mình sẽ gửi hình ảnh thông tin cái số hàng mà anh em cần báo giá cho anh em để anh em có thể là buôn bán một cách thuận lợi, có lợi nhất cho anh em nha. Thì hiện trên đây là mình quay cái hàng mẫu cho anh em xem ha. Thì đây, cái anh em trên hình em đang thấy đó là hạt kê vàng nha anh em. Hạt kê vàng này thì hiện tại hôm nay là ngày 30 tháng 10, thì cái hạt này nó thay đổi giá vào từng ngày nhá, từng ngày từng tháng, có khi là giá rất rẻ, có khi giá nó rất là mắc. Hiện tại giá kê vàng ở bên mình đang là một bao 20 kg là giá, bao 25 kg là giá 20.000 của 1 kg. Còn là nếu như mà anh em, tức là đây là mình đang kêu giá theo bao nha, còn là khi mà anh em mua lẻ từng ký ký một, hoặc là có thể là tới tận shop mua thì là giá 28.000 cùng 1 ký, 10 ký là bao ship nha anh em, 5 ký đổ xuống là 25k tiền ship. Đó, đối với tất cả các dòng hàng nha. Đây là hạt kê vàng, lẻ là 28k, xỉ là 20.000 cùng 1 ký, lẻ là 28k. Đó, đó là kê vàng nha anh em. Còn đây là hạt kê đỏ, anh em thấy không ạ? Hạt kê bóng đỏ, đây là hạt kê bóng vàng. Thì hạt kê bóng đỏ bên mình đang bán giá theo bao á, một bao 25 kg là 21.000 cùng 1 ký nha. Lẻ là 30.000 cùng 1 ký. Ship 25k cho 5 ký, 10 ký miễn ship nha. Còn là anh em mua từ 25 ký trở lên thì chỉ còn có 21.000 một ký thôi. Với tất cả các dòng hạt này thì anh em cứ mua theo trên 25 kg là sẽ có giá sỉ nha. Đó, mình mà cái giá sỉ là mình liên hệ qua cái Zalo ở trên màn hình á, ở góc bên phải màn hình á, thì anh em cứ liên hệ cái Zalo đó rồi anh em mình thỏa thuận giá, rồi thỏa thuận cách vận chuyển cho nó hợp lý nhất. Thì cái hai cái món hạt kê đỏ với kê vàng này là một số anh em nuôi vẹt rồi cho cu gáy. Đây là hạt kê trắng Mỹ nha anh em. Trời nó đang đổ mưa nên là cái ánh sáng nó không được chuẩn lắm. Có gì nếu anh em, địa chỉ của mình ở Hóc Môn nha, Xuân Thế Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở gần thì có thể là qua xem mẫu. Nếu mà thấy kết thì anh em mình vào việc. Đây là hạt kê trắng Mỹ ha. Kê trắng Mỹ thì hiện tại giá bán lẻ ở bên mình là 30.000 một ký, sỉ 25 kg sẽ có giá đẹp nha anh em. Đây, đây là hạt kê tách vỏ đây nha anh em. Tức là mình trưng ở tại shop thì mình trưng số lượng ít để cho nó gọn gàng, để mình trưng được nhiều cái mặt hàng hơn đó. Đây nha anh em, cây này là tự mình tách vỏ, tức là xay sát đó. Ở ngoài quê mình gửi vào, thành ra là rất là đẹp, người ăn rất là ok nha. Người ăn được thì chim ăn thì cũng không có vấn đề gì hết. Đó là ba loại kê mình giới thiệu ha. Còn đây là hạt mần di. Mần ri này, mần ri hoa vàng, mục đích chính là để tăng độ sung cho chim cu gáy nha anh em.
Đó. Cái hạt mần ri này thì nó đứt hàng một thời gian dài rồi nên giờ nó mới có hàng lại. Bên mình đang bán là giá là 85.000 của một ký, giá nó là giá bán lẻ nha anh em. Theo bao 25 ký sẽ có giá đẹp, anh em cứ liên hệ lại với mình để ép giá nha. Rồi, đó là một số cái món à đây vẫn còn một số món dành cho chim cu gáy. Mình giới thiệu dòng hạt cho chim cu gáy trước ha. Đây là hạt bo bo trắng, giá siêu rẻ. Bo bo này bên mình, bo bo này là bo bo Việt nha. Có hàng bo bo trắng Việt và bo bo nhập trắng nhập nữa. Bo bo này hàng Việt Nam là đang bán với giá là 25.000 của một ký là giá lẻ, theo bao giá siêu rẻ hơn nữa. Lẻ mà có 25.000 một ký thì xỉ nó còn rẻ đến cỡ nào nữa. Cái này là bo bo nhập nha anh em. Cái này là hàng này là người ăn rất là vô tư luôn. Nhập khẩu chính ngạch, trà vỏ bóng bẩy rất là đẹp. Cái hàng này là bên mình đang bán lẻ là 32.000, xỉ 25 ký sẽ có giá khác, siêu đẹp luôn. Nhập mà bo bo nhập thì còn có một cái loại bo bo nữa, đó chính là bo bo đỏ. Đó, mình zoom lại cho anh em thấy ha. Hàng này bên mình đang bán là 28.000 của một ký, giá lẻ nha anh em. Sẽ lẻ xỉ 25 ký sẽ có giá đẹp hơn nữa. Đó là mình đang giới thiệu một số cái dòng hạt cho chim cu gáy ha. Mình thấy anh em chơi chim cu gáy xem YouTube nhiều nên là mình chú trọng tới dòng hạt cho chim cu gáy nhiều hơn nha. Một số anh em mà có thể là sử dụng hạt để trộn cho hamster hay là vẹt thì cứ liên hệ với mình. Tất cả các loại hạt cho chim bên mình đều có hết ha. Như trên hình anh em đang nhìn thấy á, thì đây là ngũ cốc, hạt ngũ cốc cho chim cu gáy nha. Ngũ cốc 19 loại hạt, có hạt cỏ thái rồi mần ri, tóm lại là 19 loại hạt, rất là đẹp. Hàng này là bên mình tự trộn ha. Anh em mà có nhu cầu gì, chẳng hạn như là có muốn trộn thêm hạt gì hay là bớt hạt gì đi, cứ báo cho mình tiếng, mình sẽ làm theo ý anh em nha. Quên chưa báo giá. Ngũ cốc này, ngũ cốc 19 loại hạt này bên mình đang phân phối là 49.000 của một ký nha. 49.000 một ký, xỉ 25 ký, giá mềm mỏng hơn nhiều. Đây là hạt cỏ thái 5 màu. Cỏ thái 5 màu thì bên mình đang bán với giá cỏ thái 5 màu là 45.000 của một ký nha. Xỉ 25 ký giá đẹp hơn. Còn một số anh em thì lại không thích 5 màu mà thích 3 màu. Mình cũng có 3 màu luôn nha anh em. Đó. 3 màu bên mình đang bán với giá 30.000 của một ký. 35.000 của một ký. Còn là xỉ thì có khi là chưa tới 30 đâu anh em. Cứ 25 ký trở lên. Anh em mà buôn bán thương mại điện tử hay là tiện thì cứ mạnh dạn alo cho mình ha. Mình báo giá cho. Trời nó đang mưa, không biết là anh em có nghe được mình nói cái gì không ạ? Thì trời nó mưa quá nên là mình có cắt bớt cái phần sau đi, vì mình có quay đưa có quay hay là đưa hình lên thì nó cũng ồn và anh em cũng không có thể là coi hoặc là nghe thấy, nó nghe nó rất là phiền mà nó không có được nó không có được chất lượng ấy, nên là mình có cắt đi rồi. Thì anh em như cái tiêu đề mình có để thì anh em có nhu cầu về các cái loại dinh dưỡng dành cho chim cu gáy hay là yến phụng hay là phin, tức là các cái dòng dòng họ nhà sẻ, yến hót hay là manh manh này kia, tức là mình có cung cấp tất cả các loại hạt nha, hạt rồi khoáng chất. Thì như trên hình ấy, thì nó là khoáng bỉ thì bên mình đang bán lẻ là 80.000 của một ký nha anh em. Thì
để mà nuôi được một chú chim mượt, bóng mượt và căng á, thì cái khoáng là cái điều bắt buộc phải có nha. Không cần nhiều nhưng mà bắt buộc là phải phải có. Anh em mua sỉ thì alo cho mình trên cái số điện thoại ở bên trên màn hình nhé. Đó là khoáng. Còn ngoài ra thì bên mình có phân phối như là hạt, tức là hạt riêng hạt kê không á, thì bên mình đã phân phối tới 7 7 tới 8 là dòng hạt kê này. Cái bóng đỏ rồi bóng vàng rồi trắng đỏ đen này, cây lớn cây nhỏ, cây sám Nhật, cây vàng nhỏ Ấn Độ rồi cây chùm, thì tất cả các cái dòng hạt này bên mình đều có giá rất là đẹp nha anh em. Thì chỉ cần anh em có cái nhu, tức là anh em có nhu cầu chẳng hạn như là mình bán thương mại điện tử hay là cái gì đó cũng, hoặc là anh em là có thể là nuôi trại lớn lớn 20-30 con gì đó, mua một bao về cho dần dần đó, thì cứ mua từ một bao trở lên là bên mình sẽ có giá rẻ ha. Nó tùy cái thời điểm, bữa nay là ngày 30 tháng 10 thì cái giá như ở đầu video đó, mình có báo nó cũng chỉ là tương đối thôi nha anh em. Nó thay đổi theo từng ngày. Thì trong tức là anh em, địa chỉ của mình là Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào có thể là tới cái địa chỉ mình xem hàng rồi mua thì là hay nhất. Tức là cái đỡ mất tiền ship vì cái mặt hàng này nó khá là nặng. Nên là tiền ship nó tương đối cao ha. Còn là các loại kê á, thì mình mua 5 kg thì tại vì mình lời nó cũng không được bao nhiêu mà, thành ra 5 kg anh em cố gắng chịu giùm mình là 25.000 tiền ship. Còn 10 kg là mình bao ship nha. 25 kg là giá siêu rẻ. Thì cái đó là phí vận chuyển anh em mình thỏa thuận riêng ha. Có thể là gửi trành xe hay là gì đó, hoặc là có thể là tới tận shop lấy, hoặc là mình ship cho anh em. Nó đều có cái lợi và cái tức là đều có cái hay và cái hại không hay riêng. Như trên hình á, là bo bo trắng là 28.000 một ký. Cái hàng này là dành cho cô gái nha anh em. Mình có phụ kiện như trên hình là 40k của 10 cống. Rồi giỏ giỏ thóc dùng cho chim cu gáy, rồi hạt kem cho vẹt nha, hạt kem dành cho vẹt rất là chất, tổ đẻ với màu, rồi tổ đẻ cho chim manh manh chỉ có 17k thôi. Hạt bo bo đó thì mình trộn hai loại với nhau, rồi mình có trộn cả hạt trộn cho phin nha, dòng họ nhà sẻ. Đây là tổ đẻ cho in hot